Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể học viên, cuối tuần thấy có khỏe không? Ngày sang một tiếng nữa là sang mới khỏe. Đúng rồi. Mẹ ra từ sau cũng chưa khỏe. Đây thì thực ra mới học nhưng mà mệt luôn. Vừa học vừa tu thì thấy nó mới khỏe, còn học không một cái nó cũng mệt. Nên mình vừa học vừa tu thì nên nó học cái việc căng thẳng tu thì nó giải tỏa, nên nó không cho làm mình căng thẳng lắm nha. Với trở lại thì mình cần là gọi là mình học mấy cái chi pháp này, luận được chi nào thì mình thấy tốt chi nấy thôi. Cho nên thì không cần phải căng thẳng lắm. Thì hôm trước cho chúng ta học tới tiết chi thứ 22, thấy không? Thì cũng vừa gần là xong rồi. Chi thứ 22, thấy không? Kiến và như như Lý Thắng như nhà này cũng đã giải thích nhiều rồi thì chúng ta đọc xương đọc qua cái vấn đề đó thì cũng như hỏi hai chi pháp kiến và như Lý Thắng thì hỏi thế nào là kiến thì nói chung là cái kiến là cái sự thấy của chúng ta, sở thấy của chúng ta. Nếu không thì chúng ta chỉ cho cái năng thấy và sở thấy thì thường thường giống cái chi này áp dụng cho cái sở thấy. Cho nên là y chỉ xuất ly, y chỉ chuyển ly, y chỉ thiện pháp, sự gián trạch. Thì mấy cái này trước thì chúng ta đã học rồi. Thì cũng qua cái phần mà cái từ Bát Xá Na thì đó là một cái pháp tu thiền chỉ. Thì sở dĩ đây chúng ta học mấy cái chi này lâu lâu thì chúng ta gặp mấy cái chi mà thiền chỉ thôi, hoặc là thiền quán thôi, hoặc là chỉ quán thôi. Cho nên thì cái căn bản của những cái thiền có Phật giáo thuộc cho tiểu thừa hay đại thừa, ví dụ như chúng ta nắm vững ba cái từ
ba cái danh từ hay là ba cái thuật ngữ của Phật giáo ha, thì là Samatha, Tamadhe, Thiền Nam, tất cả tiểu thừa, đại thừa gì cũng dùng ba cái tinh thần này hết. Đó nên mỗi tùy theo cái trường hợp mà tu chỉ quán như thế nào. Đó. Thì ở đây chúng ta chỉ có học cái môn này thôi. Với giải lại khi chúng ta gặp lâu lâu thì có gặp nhiều, từ khi đầu kinh tới giờ cũng gặp khá là nhiều ba cái danh từ này. À, nhưng mà chúng tôi cũng có đề cập và chỉ dẫn. Với lại đây không phải là, đây là cái lớp học, cho nên khi gặp chúng tôi để giải thích hoặc là chỉ dẫn một khía cạnh nào đó thôi, chứ không có để mà giống như cạn kẽ về cái thực hành. À, cho nên chúng ta chỉ tìm hiểu biết vậy thôi. Nhưng mà cái căn bản của Phật giáo là ba cái thiền này, dù tiểu thừa hay đại thừa cũng dùng ba cái danh từ này. À, đó, Samatha, Tamadhe, Thiền Na. Samatha thì cho thì là chỉ, Tamadhe chỉ cho quán, Thiền Na chỉ cho chỉ và quán song tu. Cái kiểu gì thì nó ta nó học ra hoặc là chúng ta hiểu ra thêm từ cái giới là sanh định, tự định, sanh huệ đó, thì nó nhiều diễn biến, thì chúng ta nó nằm cũng nằm ở trên căn bản đó thôi. Đó, thì cái câu hỏi như thế thì hỏi Lý Xô nên là như là thế nào là như như Lý Thắng thì Lý Xô theo như sở kiến, ví dụ như theo cái sự thấy, ví dụ vậy. Nếu do tướng trạng của các pháp hành như vậy mà chánh kiến được thuộc về thế gian, chưa sanh sẽ sanh, người ấy liền như lý tư duy về tướng trạng của các hành như vậy. Đó thì hôm trước mặc dù mấy cái danh từ này chúng ta chỉ đọc sơ qua, nó không có hiểu cũng không có đi sâu vô, thì chúng tôi cũng có đi ngoài đề một chút xíu đó. À, thì giải thích ra ngoài đề chút xíu thì ta thấy nó mênh mông không? À, giả lại thì trong cái khung của cái giáo trình không có cho phép chúng tôi đi xa như vậy, xa nữa, thì chúng tôi đề cập một vài khía cạnh như vậy. Thì cho nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta mà gặp như vậy, gặp tình trạng như vậy, gặp trường hợp như vậy, mà những cái thế gian biến hành biến chuyển như vậy, thì cũng ngay đó mà chúng ta phát khởi cái thánh thánh quả, hay cũng ngay nơi đó mà chúng ta khởi cái lý thánh quả, hay ngay nơi đó mà chúng ta cái khởi tâm từ chuyển cái thánh quả. À, còn nếu không thì chúng ta bị mê đắm theo thế gian, hay là mê đắm theo cái pháp sở hành của chúng ta, hay là mê đắm theo cái công việc Phật sự của chúng ta, cũng là dạng mê đắm. À, cũng là cái dạng mê đắm. Thấy không? Cho nên chúng ta không phải là không hành gì hết, nhưng gặp duyên thời hành. À, không có mong cầu để cái công việc Phật sự nó đến với tôi. À, nó cũng cách khác là như vậy. Vì vậy cho nên á, cũng như á, thì có cái câu hồi hôm trước chúng tôi cũng có giải thích đó, tùy duyên bất biến rồi lại tùy duyên. Thì cái nào mình cũng biến hết thì đâu có bất biến nè. Cũng như bây giờ mình có một, mình hành trì một cái pháp tùy bát sa na, hay là một cái thiền chỉ, ví dụ mình đi một cái Phật sự gì đó, hay là mình đi tụ một cái đám ma hay đám tang gì cho cái đạo hữu nào đó, ví dụ như. Thì ngay lên đó mình cũng có thể tùy cái duyên, là bởi vì đạo hữu thân thích với mình, hay là Phật tử của thân cận của chùa cho nên bắt buộc mình phải đi. Khi mình đi như vậy là tùy cái duyên. À, nhưng mà khi đi đến rồi thì phải có cái bất biến. Bất biến là cái gì? Là cái tùy bát sa na mình vẫn hành trì. Ví dụ giờ nếu mà người ta tụng kinh nhiều, cái âm phôi, cái âm lực nó mạnh quá rồi ha, thì bây giờ ví dụ mình lấy đó mình tu cái thiện quả của mình, nếu cái âm lực nó yếu thì mình tụng, hay là tùy cái duyên. Và âm lực nó mạnh rồi thêm cũng không có gì, cho nên tự nhiên đó mình chỉ cần thực hành cái pháp tu sở tu của mình. À, như vậy về trên đó ai tụng đi, mình trong tâm mình tu cái pháp của mình, là mình tùy cái duyên mà mình định đưa tới, nhưng trong cái đó mình có cái bất biến của mình, là mình không thay đổi cái pháp tu của mình.
mà còn tới đó mình cúng nào cũng tự nhiên hết trơn à. À, thì đâu có cái gì bất biến. Ý nói là tùy duyên, nhưng mà trong cái tùy duyên đó mình phải bất biến. Bất biến là phải mình phải làm chủ cho mình, là cái pháp sở tu của mình không thay đổi trong hoàn cảnh đó. Ví dụ thì mình đâu có nhìn vô, ta đâu có thấy có ngoại tướng gì đâu, không nhìn thấy. Thì cái là cái bất biến của mình mà. Còn nếu ấy thì mình cứ tùy duyên hết rồi, tùy duyên thì nó đã thay đổi hết rồi. À, rồi trong cái bất biến cũng lại tùy duyên, thì bây giờ lại tới đó mà có mấy Phật tử, mà có mấy người đạo hữu tu tụng kinh trời đã quá bất buộc mình phải tụng tụng cho cái âm lực nó mạnh lên, thì đúng vậy là tùy, chứ đâu phải là mình tới đó mình liên nhiên hoài đâu. Hai cái câu nó ý nghĩa là như vậy. Thì ngay trong chỗ cái này nè, khi mình gặp những cái tình trạng đó đó ha, thì cái lý thù thắng của đạo mình nó được tăng trưởng. Cũng như mình giờ thấy đến đó mình, nếu mà mình tới đây, nó nhiều khi nó cũng có khi tới đây nếu không thấy thì mình đam mê cái Phật sự đó, mà cái Phật sự đó mình cho là cái Phật sự, nhưng giờ mình đi tới đó mình trở như một thời kinh, có nghĩa là mình đó là cái Phật sự ha. Nhưng mà khi cái Phật sự của mình, ví dụ mà mình, tôi bữa trước thì mở cánh cửa ra như vậy đấy, ngược xuôi gì cũng nói được hết nghe, có ngược có xuôi cũng nói được hết, nếu mình cái tâm mình bị vô chấp bởi cái gì đó thì cái gì mình là đúng nhất, còn mình vướng mắc một cái gì đó đều là sai. Ví dụ mình nói ô mình phải tới đó mình làm cái Phật sự đó, thì mình dư thú làm Phật sự đó thì cái lý thắng đạo của mình nó không tăng trưởng. Bởi vì khi mình đến, tôi tới đó tôi làm cái đó, tất nhiên cái ngã chấp của tôi phải làm rồi, thì mình không có còn cái nghĩa thấy cái nghĩa vô thường biến đổi sanh diệt đó. Hay nói cách khác, nhìn con người ta chết mình cũng chơi chơi rồi, mình không thấy là có cái sự thay đổi về chính mình. Cho nên Đức Phật, Đức Ca đi dạo chơi thôi cũng cái lý thánh đạo nó tăng trưởng. Đức Phật dạo chơi thôi, đi bốn cửa thành nè, đi dạo mà, phải không? Thì thấy những cái đó thì cái lý thánh đạo của Đức Phật được tăng trưởng. Còn mình thì đi tối ngày gặp cái đó mà không có lý thánh đạo, không có được tăng trưởng. Đó là nhiều khi mình vui thú hay là mình cho cái Phật sự đó là cái công việc cứu cánh của cái sự tu của mình là một cái sai nữa ha. Ví dụ nói chung cái khác thì nó nhiều biến chuyển lắm, cho nên mình không có đi sâu vào đó. Hay nói cách khác, khi mình dùng những cái sở thấy của mình, đây này ha, khi dùng sở thấy của mình, những cái cảm hành pháp, cái hành sở hành với hành là nó thay đổi đó, đều là một cái sự thấy làm cho mình tăng trưởng cái lý thù thắng của đạo. Như lý thắng giải hay là như lý thắng của đạo đều bị mình bị thay đổi về cái tâm đạo của mình hết. Còn nếu không thì mình chưa không có nhìn thấy. Đã. Thì cho nên mình thấy ví so theo như sở thấy, nếu có tướng trạng của các hành như vậy ha, mà chánh kiến thuộc thế gian đó, chánh kiến thuộc thế gian chưa sanh sẽ phát sanh, người ấy liền như lý tư duy về tướng trạng của các hành như vậy, người ấy do như lý tư duy về các tướng trạng các hành như vậy liền khiến cho thánh đạo phát khởi. Đẳng khởi sanh, đẳng sanh chuyển hiện, chuyển tu tập xuất hiện, cái gì su tu tập xuất hiện, đây gọi là như lý thù thắng của đạo.
Lại nữa, bí xô theo như sở thấy, hay sao như sở kiến, nếu do tướng trạng của các hành như vậy mà xuất ly, thì nói về vấn đề mà xuất thế gian nữa. Hồi nãy nói về thế gian, còn vấn đề cái câu kế này nói về xuất thế gian. Xuất ly, chuyển ly bất cứ hành nào, pháp thiện chưa sanh, sẽ sanh, người ấy liền như lý tư duy về tướng trạng của các hành. Như vậy, người ấy do như lý tư duy về tướng trạng của các hành như vậy. Thì lặp đi lặp lại, chứ không phải thầy đọc lộn nha. Chánh văn này lặp đi lặp lại, chứ không phải thầy đọc rồi xong thầy đọc lại, không phải. Đó. Như vậy, liền khiến cho thánh đạo phát khởi, đẳng khởi, sanh đẳng sanh, chuyển hiện chuyển, tu tập xuất hiện. Đây gọi là như lý thù thắng của đạo. Hai loại như vậy gọi chung là như lý thù thắng. Thì cái câu đầu, cái vế đầu, cái đoạn đầu thì nói về cái pháp thế gian, còn đoạn sau nói về các pháp xuất thế gian. Cái pháp xuất thế gian thì pháp đó. Thì cái chi này hôm trước chúng ta đã đọc nhiều rồi, và bây giờ chúng ta sang cái chi kế tiếp. Cái chi 23, yểm. Như lý thắng. Chữ yểm á, thì trong cái từ này là như là yểm thế. Yểm là chán ngán, là nói nhiều ấy đó ha. Cũng là yếm thế, cũng vậy thôi. Thì bây giờ yểm ly thế gian, xa lìa thế gian, chán ngán thế gian. Đó. Thì như vậy đó, nhiều yểm là yểm thế, là cái người mà thì cũng như mình ta nói thường thường á, mấy năm về trước á, nhiều năm về trước á, người ta nói đạo Phật đạo yểm. Yểm thế. Phải không? Chứ đâu phải đâu, đạo Phật rất là tích cực mà. Cho nên người không có hiểu. Người không có hiểu cho nên nói đạo Phật thế này, đạo Phật thế kia. Quý vị, từ khi mình bắt đầu quy y Phật tới giờ vô học Phật Pháp, bây giờ mình thấy đạo Phật đâu có cái điểm đâu. Người giáo Phật cũng đâu có phải giống như cái người đời người ta cho đạo Phật là như vậy đâu, như kia đâu. Phải không? Cho nên đối với người như vậy không có vô phương tranh cãi. Xin lỗi, nói tới đây nói tới một ông nổi tiếng nữa. Trong giai đoạn mà nhiều năm về trước á, thì có ông mà nói tên thì kỳ quá, mà ông nói tên thì quý vị không có biết. Cũng như cái người có tiếng tâm bên cái đạo khác lắm á, đời thứ 14 chắc vậy. Thấy không? Định nghĩa cái niết bàn trong cái ngưỡng cửa tôn giáo, định nghĩa cái niết bàn gì mà xa bét à, không có hiểu cái Phật giáo gì hết trơn vậy, mà cũng là mang cái bàn tôn giáo học nữa. Quý vị thấy không, vậy mà cũng mang cái bàn tiến sĩ hay là cái bàn tôn giáo học nữa, không có hiểu hết trơn mà. Thì cũng giống như cái nghĩa yểm này nè. Thưa thầy, nghĩa thì biết bàn là sao? Giờ nghĩ nếp bàn mình dịch nhanh lông ra trong cái chi của mình đi. Nếp bàn là tích cực. Pháp nào sanh cái tâm thiện thù thắng, tích cực, đó là nếp bàn. Thì thôi bây giờ thầy giải thích cái kiểu học thì chỉ chi của mình. Bây giờ hỏi nếp bàn sao, mà trải qua nhiều khóa học rồi mà còn hỏi nếp bàn sao, thì thầy bây giờ ta tạm ngừng, ta chỉ dùng gọi là nếp bàn là tích cực.
tích cực làm những các thiện nghiệp, tích cực làm cho cái chúng sanh nó được giải thoát ha. Ví dụ thì mình cứ định nghĩa niết bàn lên thì cái nghĩa tiêu cực là nghịch nhân nhiếp niết bàn hả? Nhưng mà định nghĩa cao hơn niết bàn, niết là không sanh, bàn là không diệt, người nào chứng được cái quả thánh đế không sanh không diệt, người đó là niết niết bàn hả? Thì nói như chữ yểm ở đây ha, như rồi thiên cái chi nó là như lý thắng, lại có hai pháp yểm và như lý thắng. Hỏi thế nào là yểm? Đáp: như y chỉ pháp dẫn đến bốn trường hợp yểm mà phát sanh yểm. Đã thấy rõ ràng ha. Thứ nhất, hỏi thế nào là như lý thắng? Đáp: đó là thánh đạo được dẫn sanh bằng chánh tư duy. Thì quý vị chánh tư duy á thì mình học cũng nhiều rồi đó, quý vị cũng học nhiều rồi đó, trong bát chánh đạo đó, thấy không? À, thì nói tới đây á, thì trong bát chánh đạo á, có nhiều người lầm tưởng á, bát chánh đạo 37 phẩm trợ đạo, ha, có nhiều người lầm tưởng đó là cái pháp tu hành. Nhưng không phải, nó không phải là cái pháp môn tu hành. Cũng như cái pháp môn tu hành đó, Samatha Tamapaddhe là ba cái pháp tu hành ha. Thì á, trong đó nó có mấy cái thiền chỉ, thiền quán cái gì đó. Vậy thì muốn cho cái thiền chỉ, thiền quán này nó được tránh ha, thì phải dùng cái trợ đạo đó để trợ duyên cho cái pháp sở hành mình đi đi trên con đường trắng. Cho nên mới có là trợ đạo ha. Cho nên nhiều người đang có thiền, nhiều khi thấy có nhiều người đọc dịch ra thấy cái này nó là 8 con đường tu tập. Bát chánh đạo là một trong 37 phẩm trợ đạo, trợ duyên cho cái thiền chỉ, thiền quán của cái người tu thiền Samatha Tamapaddhe là thiền thiền nam, nó là như vậy. Trong nhiều khi mình tu, nhưng mà khi mình đánh thánh tới cái cảnh giới nào đó, ok, thì mình không biết nhận định đó là cái level đó là chánh hay là tà. Thì lúc bấy giờ thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh gì đó hay nói cách khác, thì 37 phẩm trợ đạo đó nó làm cho mình, đó là để đi con đường tránh để được giải thoát cái thánh quả đó, vậy đó. Đó, nhiều người thì dịch ra này là 8 con đường tu tập cho nó bởi vậy nó đã là 37 phẩm trợ đạo mà trợ cho cái đạo thánh quả đó. Đó thì đó, thế nào là như lý thắng? Đáp: đó là thánh đạo được dẫn sanh bằng chánh tư duy. Hỏi: pháp dẫn đến bốn trường hợp yểm là gì? Sự suy tổn của chính mình là pháp dẫn đến trường hợp yểm. Hai: sự suy tổn của người khác là pháp dẫn đến trường hợp yểm. Ba: sự hưng thạnh của chính mình là pháp dẫn đến trường hợp yểm. 4. Là sự hưng thạnh của người khác là pháp dẫn đến trường hợp yểm. Đó. Như đó, thì trong cái trường hợp này thì mặc dầu trong này nó có giải thích từng tận nghe. Vậy thì rõ ràng đây nó 4 trường hợp, mà 4 trường hợp theo kiểu như vậy thì cái pháp đối, pháp mà cặp á, giống như người mình ha, suy tổn thì mình suy tổn, người suy tổn, rồi người hưng thạnh, mình hưng thạnh thì cái nghĩa văn chương hay là cái nghĩa mà tu tập
thiện cực thiện hay là những cái gì đó, ví dụ nó được song song như vậy đó, thì quý vị thấy thì thứ nhất ha, ý chỉ sự suy tổn của chính mình là pháp dẫn đến trường hợp yểm, mà pháp sanh như lý thắng bởi yểm, như có mạng, như có hạng người, luôn bằng đẳng tùy quán mà thấy sự viên mãn cứu cánh cực kỳ thuần của thân ác hành, ngữ ác hành và hành của chính mình. Ý ác hành của chính mình liền nghĩ rằng ta nhân phóng dật, y phóng dật, trụ phóng dật, do phóng dật mà tạo việc ác ấy. Nay ta hãy khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh thì không sanh, đã sanh thì vĩnh viễn đoạn trừ. Người ấy yểm được vẫn sanh, do bởi sức ly giọng mạnh như vậy nên phát sanh yểm, đây gọi là yểm. Đã sanh yểm rồi, tư duy một cách như lý khiến cho thánh đạo phát khởi, đẳng khởi, sanh, đẳng sanh, chuyển, hiện chuyển, tu tập xuất hiện, như vậy gọi là như lý thắng của đạo, do bởi yểm, như vậy gọi là như lý thắng. Bởi yểm y chỉ sự suy tổn của chính mình. À, thì cái này nói về cái pháp ác á, pháp ác của sự chính mình. À, cái sự chính mình, quý vị thấy ác này được định nghĩa hay được thiết lập từ đâu trong cái đoạn này? Tăng ác hành, ngữ ác hành và ý ác hành của chính mình. Thì chúng ta thấy không có rời tâm nghiệp, mặc dù để cái từ nó lạ lùng, nhưng mà thật ra thì nó không rời tâm nghiệp, phải không? Thì nếu mà không rời tâm nghiệp thì cũng không rời á mấy thị nghiệp nè. Thành có mấy, thấy không? Cậu có bốn, phải không? Thì quý vị thấy nó mặc dù mình mênh mông trời đất nhưng mà tốt thâu lại cũng vậy thôi à, thấy không? Cho nên đâu có khó khăn đâu, cũng đâu có gì đâu mà căng thẳng, thấy không? Như vậy đó, liền nghĩ rằng thằng ta phóng vật ha, phóng vật, chỗ phóng vật. Thì quý vị thấy trên ba cái vấn đề này á, và chúng ta thấy đó, trong cái này, trên ba cái này liền nghĩ rằng thân ta phóng dật ha, y phóng dật, thì cũng như á, thân ta, thân nhân phóng dật là chính ta, là cái nhân tố để chúng ta theo đuổi theo cái pháp thế gian đó, mà chúng ta hưởng thụ hay là hưởng cái gì đó của thế gian, hay là ăn ngon ngủ kỹ, hay là bất cứ cái gì mà chúng ta đam mê đâu đó, thì gọi cách đó là một cách phóng vật không có dừng lại, cũng không có biết đủ đó. Thì đó, tạo cái nhân như vậy đó, thì gọi là ta nhân phóng vật, là tự mình có cái tâm niệm khởi lên làm cái nhân quyết, lại thúc giục cho mình để mình hưởng thụ cái pháp thế gian đó. Đó là nhân của mình ha. Rồi y theo cái phóng vật đó, là mình khi mà đòi hỏi cái pháp phóng vật rồi thì mình phải nương tựa cái thụ hưởng của mình hay là thọ hưởng ha. Đó, thì y theo cái đó mà chúng ta thụ hưởng những cái pháp phóng vật. Thì phóng vật cái đây thường thường nó rơi vào cái ác nhiều hơn, nó rơi vào cái thiện rơi vào cái ác. Thì bây giờ đó, như vậy đó, chúng ta nương tựa vào những cái pháp phóng vật để hưởng thụ, rồi chúng ta đó trụ
ha, nương tựa rồi chúng ta thụ hưởng ha. Nương tựa mà không có thụ hưởng đâu có được, phải thụ hưởng. Cho nên á, trụ vào trong cái phóng dật đó, an trụ trong cái phóng dật đó, thụ hưởng trong cái phóng dật đó, đó. Chúng ta thấy như vậy đó thì á, do phóng dật mà tạo việc ác ấy. Thì nói chung cái khác thì cái pháp này nếu mà ác rồi á, nếu mà chúng ta có cái tâm phóng dật thì phải đua đòi, phải hưởng thụ. Muốn được hưởng thụ được thì chúng ta phải tạo bài mưu tính kế. Thấy không? Bây giờ hưởng thụ trên cái gì? Hả? Bây giờ mình hưởng thụ trên cái gì? Nó nhiều thứ, nhiều thứ mà chúng ta bài mưu tính kế đó. Chứ không phải mà một, không phải vật, không phải vật chất. Hả? Ngoài vật chất ra có con người nữa. Thì muốn mình muốn cũng mà sở hữu cái con người đó, cũng phải bài mưu tính kế để chiếm đoạt. Nói chung cái khác nó nhiều thứ lắm. Bây giờ phân tích nó không có tràn gian thì nó nhiều lắm, thấy không? Thì bây giờ từ cái pháp, cái vật chất để mình hưởng thụ, từ vật chất đó chuyển sang cái con người, chuyển sang tất cả các thứ hết, chứ không phải là một thứ là vật chất để tôi hưởng thụ hay là tôi phóng dật tôi thích nhá. Thậm chí cho đến vật, cho đến người à, cũng như thấm dưới bây giờ mình thấy cái người đối với thế gian thì thậm chí người trẻ không nói, người già cũng vậy nữa. Như bây giờ thấy thấy cái người đó quá à, thầy xin lỗi nha, thầy muốn ví dụ nha, cũng như bây giờ nhiều khi chúng ta đi ra đường hay chúng ta thậm chí tới chùa cũng vậy hả, thấy nhiều khi Phật tử lớn á, mình khi có cháu có con thì lại chùa nhiều khi gặp mấy cái người khác phái với con cháu mình thì người này kia muốn muốn cái người đó phải là về gia đình của tôi, cũng là cái dạng này nữa. Thấy không? Xin lỗi, thầy phải phân tích như vậy á, thì cái cuộc sống của mình nó vậy đó, thì cho nên đâu phải là cái vật chất để mình thụ hưởng đâu, muốn sở hữu luôn con người chứ không phải là chỉ có thế thôi, chứ không phải là để đối đầu ăn mặc ngủ nghỉ cái đời sống vật chất của mình đâu, không phải. Đã. Cho nên muốn sở hữu cái người đó làm con cháu của mình trong gia đình cũng là cũng cái dạng đó, tại vì muốn mà cái gì mà muốn tiền rơi vào cái khấu. Cũng là một cái giả khấu phóng vật, nhưng mà cái phóng vật của này về sau nó có một cái nè, mình hưng thịnh, người hưng thịnh, nó không thứ tư, thứ ba, thứ tư nó có nói là các pháp thiện á, nó tới bây giờ hai vế đầu là nói về các pháp ác, các pháp bất thiện, hai vế sau nói về các pháp thiện, đó là như vậy. Thì chúng ta thấy đã tạo việc ác, ăn nay ta, nay ta hãy khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh thì không sanh, đã sanh thì vĩnh viễn đoạn trừ. Người ấy yểm được vẫn sanh do bởi xuất ly dẫm mảnh như vậy, nên pháp sanh yểm, đây gọi là yểm. Đã sanh yểm rồi, tư duy một cách như lý, khiến cho thánh đạo phát khởi. Thì cái dùng mà hồi nãy có cái từ mà tránh tư duy đó, thì bây giờ nếu mà mình tư duy mà không chân tránh á, thì cái thánh đạo nó không phát khởi. À, phát khởi, đẳng khởi, sanh, đẳng sanh, chuyển, hiện chuyển, tu tập xuất hiện. Thì bây giờ nếu mình tư duy đúng pháp rồi, đúng con đường chọn rồi, thì phải tu tập nó phải xuất hiện thôi. À, bây giờ tu tập không xuất hiện, tư duy đúng mà tu tập chưa xuất hiện, bữa nay chưa xuất hiện, ngày mai nó cũng phải xuất hiện. À, cho nên đó, bữa nay mình học mà chưa tu thì ngày mai mình vẫn có cơ hội tu. À, thì nhiều khi có người ta học vừa tu thì bây giờ mình học thôi mà chưa tu, tại vì sao vậy? Tại hồi nãy mình cũng có yểm á, khó quá. Thì chán ngán mà thì cũng là yểm à, thì bây giờ như vậy, thì như vậy gọi là như thắng lý của đạo, do bởi yểm, như vậy gọi là như lý thắng bởi yểm, y chỉ y
chỉ sự suy tồn của chính mình. Đó. Thì cái pháp cái câu số 1 này là dựa vào chính mình, sự ham muốn của chính mình, tham dục của chính mình, sự phóng dật của chính mình. À, nếu mà mình á không có ngăn kịp thời, không có dùng cái tránh tư duy thì mình sẽ bị lôi cuốn bởi pháp ham thích của mình đó. Nếu mình cảm thấy như vậy thì á mình nhớ lại, ô cái khóa của mình nhớ có cái chi này, thì á cái ác chưa sanh thì làm cho nó đừng có sanh, cái ác đã sanh thì làm cho nó chấm dứt, phải không? Thì nên đem ra áp dụng liền. À, thì cái này đó, nếu mà áp dụng được liền rồi đó thì như lý thù thắng, thì sanh tâm tu tập, thì thánh đạo khởi khởi lên. À, thì nó dám như vậy. Ý nói cái là nếu mình không có tư duy, không có chân chánh, không có qua cái khóa học này hay là qua cái năm học này, mình không có nghe được cái ý của hai là mấy là giáo thọ, với thầy giáo thọ, thì mình không có cái cơ hội tư duy vậy đó. À, nếu có cơ hội tư duy thì các áp chưa sanh thì bây giờ mình làm cho nó sanh, các áp đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Thì nó ngược lại đó, thì nó ngược lại. Hay nói chung cái khác này, chi này nói về chính mình. À, nếu mình dừng lại thì thánh đạo khác phát khởi. À, thì cái ý thứ hai, ý thứ hai là ý chỉ sự suy tổn của người khác là pháp dẫn đến trường hợp yểm mà phát sanh như lý thắng bởi yểm. À, phải như lý mới được, nếu không có như lý thì nó không có thánh đạo, nó không có tăng trưởng. Như có hạng người luôn bằng đẳng tùy quán mà thấy sự viên mãn cứu cánh cực kỳ thuần thục của thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành của người khác, liền nghĩ rằng người kia nhân phóng dật, y phóng dật, chủ phóng dật, do phóng dật mà tạo việc ác ấy, nay ta hãy khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh thì không sanh, đã sanh thì vĩnh viễn đoạn trừ, người ấy yểm được vẫn dẫn sanh do bởi xuất ly dẫn mảnh như vậy nên phát sanh yểm. Đây gọi là yểm, đã sanh yểm rồi tư duy một cách như lý khiến cho thánh đạo phát khởi, đẳng khởi, sanh khởi, chuyển, hiện chuyển, tu tập xuất hiện, như vậy gọi là như lý thắng của đạo do bởi yểm. Như vậy gọi là như lý thắng bởi yểm, y chỉ sự suy tồn của người khác. Bây giờ cái này nó cũng hay ha. Mình thì không có, không phải là người ác. Nếu mình hiểu được cái này á thì đâu sợ bạn ác đâu. Nhìn thấy yểm của người khác phải không, mà thánh đạo được tăng trưởng, vậy thì mình cũng không có sợ cái bạn ác. À, đó. Còn nếu mà mình sợ nhất tâm mình ác, cặp với người ác, ác cộng ác thành thì hai cái đoạn này, đoạn trên thì nói người, đoạn sau nói mình, đoạn trên thì nói mình, đoạn sau nói người. Vậy thì giữa người và ta cũng giống nhau ha. Nếu mà nói về ác, nếu nói về ác thì cũng ác trên thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác ác hành của người, người ta và người khác thì giống nhau ha. Như vậy thì thật ra đó, nếu mình cái tâm mà có tâm đạo á thì mình gặp pháp gì nó cũng thay đổi đạo tâm của mình.
Còn nếu mình không có cách tâm đạo á, hấp gì nó cũng bị nhiễm. Cũng như mình gặp người ác là đi ra mình cảm thấy người ác ha. À, tại ở đây mình ít có thấy, nhưng Việt Nam mình thấy. Nếu mà người ta mà vô cái gì mà tổn hại cái tài quả của mình á, ha, cũng như từ ở quê cho đến thị thành ha, ở quê á, thì tổn hại đến vấn đề trồng trọt hay là cái gì đó, ở thành thì tổn hại đến cái tài quả buôn bán, ví dụ gì ha. Thì mình thấy ở quê mà mình tổn não đến cái người khác đó, ví dụ mình đi dặm lúa người ta hay là mình làm cái gì trộm cây trộm cắt cái gì quả người ta chưa có hái mình đã sốt trước á, thì người ta khởi cái tâm ác lên á, thì thân ác hành nè, khẩu ác hành nè, ý ác hành nè, người ta chửi cho một lèo là mình thấy mình sợ rồi. Hai người nào mà chưa biết sợ là người này ác cộng ác hành, thì người ta chửi như vậy mình ta ác mà mình cảm thấy mình thấy cái này á ác quá, thì tự nhiên thánh đạo của mình tư duy như vậy, hành cái đạo hạnh của mình hay là cái tâm đạo của mình được tăng trưởng, thấy không? Thì gì là mình thấy trời ơi sao mà dữ dạ. Thì mình trời đời này chưa có thấy quan tài chưa đấu lệ ha? Cho nên mình phải biết tu. Ví dụ như là mình nhớ, còn như ở thị thành thì người ta trộm cắp buôn bán thì gặp người ta chôm chĩa thì vẫn tùy thì cũng sổ cho một loạt. Thì những cái cuộc sống như là nó diễn biến như vậy thôi. Ở đó nói về cái đời sống xã hội bình thường thôi. Nếu mà nói về cái trên nữa thì nó là một cái dạng khác nữa. À, thì nếu mình như vậy thì gặp cái bạn ác, gặp người ác, gặp bạn ác như vậy mà cái tâm đạo của mình không có dướng mắc hay là không có ùa theo, không có ấy theo thì không có gì để nói. À, lúc nào cũng tâm đạo được tăng, chân được thánh đạo lúc nào cũng phát khởi. Nếu mà tư duy thù thắng như vậy thì giống như là mình tư duy một cách chân chánh theo như lý thắng là như lý thắng, bởi do yểm mà mình phát khởi cái tâm đạo của mình đó, thì mình thấy người ác hay người không ác, người cái gì cũng gì hết trơn, mình đi đâu cũng gì cũng không bao giờ thay đổi cái tâm đạo của mình ha. Bây giờ nói như vậy thì lấy cái gì để mà đo lường cái tâm đạo của mình ha? Bây giờ cái gì gì ai cũng biết rồi, nhưng mà lấy cái gì để đo lường tâm đạo của mình đấy, phải không? Đó là một cái vấn đề khó. Cũng như bây giờ tôi nói tôi không tham, nhưng mà một đồng không tham, một đồng không có khởi tâm tham à? Hoặc là lúc tôi no tôi dù cho 1 triệu tôi cũng không tham, nhưng mà lúc tôi đói 1 đồng tôi vẫn cái cuộc sống và xã hội nó như vậy. Ví dụ giờ 1 đồng tôi không tham, nhưng 100 đồng tôi không tham, 1 ngàn, 2 ngàn, 10 ngàn cho đến 100 ngàn tôi cũng không tham. Thậm chí tôi đi ra ngoài tôi lượm được 100 ngàn tôi vẫn đi đến cái public là gì đó cũng để thông báo để trả lại cho cái người mất. Nhưng mà trong đó 1 triệu nó lại có vấn đề nó khác này. Cái tâm đạo của mình chưa tới. Ví dụ tâm đạo mình 800 ngàn thì ok trả lại, nhưng mà 1 triệu là lúc bây giờ cái đạo tâm nó thấp hơn cái 1 triệu, cho nên nó vẫn sanh tâm thật. Nếu để trong đời suy chiều có tham cũng là tham, cũng là tham, cũng là cái nhân quả, cũng là cái nhân quả. Ví dụ bây giờ thầy nói như vậy, ví dụ như vậy vậy à, cho nên á cái này nó không thể đo lường được. Cho nên nói tóm lại cái khác, muốn đo lường được phải lấy tâm đạo mình đo lường. Nhưng mà cái tâm đạo mình đo lường thì phải đúng trong cái hoàn cảnh đó mình mới đo lường đánh giá được chứ. Cũng nói ai cũng nói tôi thiện, phải không? Nếu mà nói về thiện thì tôi cũng thiện được một chút, nói về ác tôi cũng ác một tí. À, thì mình thấy khó, rất là khó. Thì mình thấy cái chi này nói về người và nói về mình, hai cái nó giống nhau. À, đã, thì bây giờ trở lại hai cái chi, hai chi đầu, phải không?
Thì chúng ta thấy hai cái chi đầu á, về mặt một mặt khác, thầy muốn trình bày cho một mặt khác nữa. Mặt này nó nằm ngoài cái này, nhưng mà nó cũng nằm trong cái hướng tu tập. Thì hai cái này thầy trình bày cho một hướng khác. Đã. Thì nói về cái chữ yểm, về nói về cái thế gian, nói về cái pháp thế gian và pháp xuất thế gian, thì ai cũng yểm đây là yểm ly hay là yểm thế, hay là yểm ở đây là giống như mình bế tắc, không có chán ngán cuộc đời, chán trường cuộc đời ha. Nhưng mà người đời người ta chưa biết tu thì người ta sợ nhất cái chữ yểm này. Nó dẫn đến có thể phong thân, có thể cùng cuộc sống nó đưa đến tự vẫn. Mà trường hợp bây giờ nó bị nhiều, cái xã hội bây giờ nó bị nhiều, nó có cái căn bệnh gì đó, nó có cái từ gì đó, trầm cảm, đúng rồi, phải không? Lớn trầm cảm theo lớn, nhỏ trầm cảm theo nhỏ. Thậm chí qua cái sự đại dịch Covid vừa rồi, quý vị thấy ở bác sĩ hay là y tá ở New York, không? Có nhiều người chịu không nổi phải khuyên sinh. Nó nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm. Nhưng đối với đạo Phật yểm thế ha, thì nó còn đạo để cứu. Yểm đạo rồi là không có ai cứu được hết. Cũng như đó, nhưng mà người đời người ta thường hay trong bối cảnh sau khi năm 75 á, để thầy nói cái cũ lại, thì sau khi năm 75 thì cái xã hội sau đó nó thay đổi và nó nhìn đạo Phật là cái này chữ này nhiều yểm thế vi đi thôi á, nó nhìn đạo Phật cái chữ này. Kiểu gì thấy á, chữ yểm ở đây là tráng trường, nhưng trong cái chữ yểm ở đây mình có thể mình lèo lái qua một cái hướng khác. Thì thầy đây thầy đi ngoài bài một chút xíu, lèo lái qua cái gì bây giờ trong cái xã hội sợ nhất á, cũng như nhìn mấy cái người bác sĩ y tá trên New York nhìn người bệnh nhân chết quá thì nó sanh tham yểm và từ đó nó khuyên sinh. Nhưng mà nếu mà nói những người đạo đó, nó tích cực á, cái nghĩa tích cực á, thì người ta xả thân để mà cứu giúp. Mà lỡ một mai có nhiễm mà chết á thì khỏi cần tự tử. Phải không? Nếu mà người ta mà có cái, nếu mà đạo Phật mà áp dụng vô đó thì rất là tuyệt vời. Như vậy là đạo Phật là tích cực trong mọi lĩnh vực chứ không phải là yểm thế giống như người đời người ta nói, phải không? Nếu mà gặp trường hợp đó nhìn vô cái thấy người bệnh quá tự nhiên ta cũng chán trường yểm mà yểm thế gian, là thế gian nó không có cái gì hết, người ta nghĩ đến cái vấn đề đạo, người ta tu rất là tinh tấn ha. Còn nếu mà nằm trong nghề nữa đó, thì tới cái nghề ra mà cứu giúp, giống như nếu mà bác sĩ hay là y tá gì đó thì người ta phục vụ đó. Thì quý vị thấy có nhiều người ta tích cực lắm ha, tích cực ở trong xã hội, người nhìn như vậy thì ta càng thêm tích cực trên cái nghề nghiệp của người ta. Đó là cái nghề nghiệp gọi là cái lương y như từ mẫu, đúng là cái nghĩa đó. Cho nên nhiều vị á, người ta làm, ta đâu có ham tiền đâu, nhiều khi trong quan hoàn cảnh thì người ta đâu có ham tiền đâu mà hưởng thụ cái tài chánh hay cái ấy ha. Ta đâu có ngu dại gì lấy 100.000 một tháng mà ta bỏ cái mạng đâu, nhưng mà ta không có mong cầu tiền, tự tiền nó người ta cho
À, nhưng mà ta bỏ cái công việc đó ngày đêm luôn, đến nỗi mà không dám về nhà luôn, ngủ trên xe luôn. Đó, sau này rất nhiều vậy, trong cái những cái công ty người ta cũng thương tình, người ta mướn trong cái hotel, những cái hotel trống á, tự về tự ấy rồi tự đi. Nói chung cách khác ấy, cái giờ giấc phục vụ của những người bác sĩ với y tá đó gần như là 18/24, rất là tích cực không? Đó, thấy như vậy thì cũng vậy, nhưng mà người ta nó cứ tích cực trong cái nghề nghiệp người ta. Nhưng mà ngược lại, bây giờ mình đi qua một cái khía cạnh của cái bài của mình, chữ yểm ly yểm thế ở đây, thì thấy cái sự sanh già bệnh chết của chúng sanh ha, hoặc là mình thấy cái sự mà mình đó biết bao nhiêu người đó cũng có lắm mồ quan á, cũng có lắm mồ trẻ tuổi á, cũng có lắm người già thì không nói gì, nhưng mà mồ quan mồ trẻ tuổi hay nói cách khác á, thì cái sự mà già chết, già nua bệnh tật chết chóc á, nó không có từ ai, phải không? Nếu có từ ai như vậy thì mình nhìn cái thế gian như vậy, mình yểm thế là chán trường thế gian này. Thì nếu mà chán trường thế gian này mà mình cái mười tu á, thì mình thấy yêu cái đạo hơn. À, rồi cũng từ ngay trên chỗ đó đó, mình tinh tấn hơn. Cũng từ ngay đó đó, cái lý thắng, thù thắng á, của thánh đạo nó được tăng trưởng. Thì cũng từ từ cái suy nghĩ đó, mình hạ thủ công phu tu tập. À, cho nên á, như vậy đó, thì đạo Phật không bao giờ hai cái chữ yểm thế ha, không bao giờ chữ yểm nó xảy ra, lúc nào cũng tích cực hết ha. Vì mình thấy rõ ràng, mình thấy như vậy đó, mình thấy cho nên á, thầy muốn nói như vậy thì có nghĩa là hai cái cách giáo dục của đạo Phật á, nó khác nhau. À, nếu mà giáo dục cái đạo Phật trong đạo Đại Thừa đó ha, thì lăng xả không, lăng xả để cứu độ chúng sanh. Còn giáo lý của Tiểu Thừa đó, nhanh đi để đạt đến cái cảnh vô sanh, hay là đạt đến cái cảnh không còn sanh sinh tử, để đạt được cái thánh quả. Thì cái đạo của Bồ Tát á, thì là nhanh đi để nhập thế cứu độ chúng sanh đó. Thì mình thấy đó, thì vừa tu tập vừa cứu độ chúng sanh. Còn thêm một cái nữa đó, bên tổ sư đó, cũng như bên thiền tông á, thì người ta hai cái chữ là sanh tử sự đại, gắng tu tập đi rồi chứng thánh quả, rồi cuối cùng mới tiến tấn rồi cho hóa chúng sanh. Rất là tích cực cho mình và tích cực cho người. Cho nên hai cái chữ yểm thế của người thế gian gắn cho đạo là một cái sai lầm à, nó không có đúng là như vậy. Hết giờ rồi. Ai nhà nãy thầy tính đi thêm hai chi hai pháp kế đó, tạo cho kịp chạm cho nên để kịp lại. Này mà tất cả một tiếng chúng ta hỏi chưa? Chúng sanh vô biên đại nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp môn vô